Đây là những cây hồ điệp vỏ thông màu hàng Đài Loan và lá của nó dài miên man. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ ấn tượng. Các bạn chăm sóc và nó ra hai cặp lá nữa là các bạn cho vào chậu á, thì người ta ra thấy ra hai cặp lá nữa thì nó rất là đẹp. Và đây đều là những cây có màu đậm. Màu đậm ở đây sẽ có màu tím này, màu đỏ ớt này, màu vàng này, một số màu tím sọc này, tím chớp này. Đó, nó cực kỳ đẹp, cực kỳ ấn tượng. Và cây này nó cực kỳ dễ trồng luôn, bởi vì nó giới thiệu là vỏ thông. Người ta trồng sống 100% nha các bạn. Các bạn muốn tưới nước hàng ngày hay là cả tuần tưới một lần thì cây vẫn phát triển cực kỳ tốt. Và nó là cây Đài Loan vỏ thông, nó được trồng để các hoa xuất khẩu, do đó là giá trị của cây rất là cao. Ở đây mình sẽ bán với giá chỉ là 60k thôi, nó bằng cây hồ điệp đại Đà Lạt. À, đây là điều rất tốt, cơ hội rất tốt để các bạn sưu tầm. Là chúng ta sẽ có rất nhiều những cây hồ điệp, những kiểu cây hồ điệp và những sắc màu cây hồ điệp đa dạng cho vườn của mình. Và xin thưa các bạn rằng những cái hồ điệp như thế này các bạn chăm sóc thì chắc chắn chúng ta cảm thấy rất là thích thú, đúng không? À, chúng ta thấy nó có một sự đa dạng về màu sắc này, đó là điều mà tất cả chúng ta đều yêu thích khi chúng ta trồng những cây hồ điệp như thế này. Đó, cây như thế này, cây cực kỳ khỏe luôn nha, rất là khỏe đó, cây rất là ok luôn. Và bạn nào muốn sưu tầm hãy liên hệ với mình là Ngọc Anh ở shop Hoa Lan Thanh Anh. Số điện thoại của mình là 070 272 3260. Mình ship code cho các bạn trên mọi miền đất nước. Và các bạn có thể mua thêm GE, gồm GE Nha Nam, GE Chuối và GE Gừng, cùng với GE Siêu Kích Rỡ, để các bạn có thể chăm sóc những cái hồ điệp của mình tuyệt đẹp. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn.